Xin chào các bác nhé. Cảm ơn các bác đã xem video này của chúng tôi. Hôm nay xin giới thiệu tới các bác với các bạn một cái sản phẩm tiếp theo của chúng tôi. Chắc các bác đang nhìn thấy trên màn hình đã rất rõ rồi đúng không? Vâng. Và đây thưa các bác là tôi sẽ đếm sơ bộ cho các bác thấy nhé. Đây là một này. Đây là hai vị này, ba vị này, bốn vị này, 5 vị, 6 vị, 7 vị, 8 vị, 9 vị, 10 vị, 11 vị và vị cuối cùng 12 vị nha. Yeah. 12 vị thảo dược để ngâm thành một bình rượu có tác dụng rất tốt về chữa đau lưng, về xương khớp, đặc biệt là có tác dụng về bổ dương. Đây là những vị thuốc rất mạnh về bổ dương, có cái tác dụng là nâng cao thể trạng cơ thể và tác dụng bổ dương. Thì xin giới thiệu từng vị với các bạn nhá. Vị đầu tiên đây là ba kích khô các bác nhé. Cái hàng này làm tôi làm khô thì còn gửi đi các nơi khác. Đấy, hàng này đã được rút lõi các bác nhé. Đấy, ba kích này ngâm rượu rất là ngon các bác nhé. Đấy. Đấy. Đây qua này, đấy, nhìn có nhìn thấy ngâm rượu uống rất là ngon. Vị đầu tiên nói giới thiệu với các bác là ba kích. Rồi. Vị nữa xin giới thiệu với các bác. Cái vị này thì chắc là kiểu ai trong nghề thuốc thì mới nhìn thấy được đây là cái vị gì. Đây chính là củ giòm khô. À. Vị thứ ba. Vị thứ hai là củ giòm khô nhé. Vị thứ ba các bác này, đây là khúc khắc ngọt nhé. Khúc khắc. Vị thứ tư đây là bạch tật lê các bác nhé. Đây. Bạch tật lê. Đó. Đây là bốn vị rồi. Mình xin giới thiệu tiếp theo. Vị thứ năm đây là hà thủ ô chế đỗ đen khô. Vị thứ sáu đây các bác này. Vị thuốc này thì là bí mật gia truyền, được gọi là vị thuốc tiến vua các bác nhá. Đây chính là cái vị bí mật gia truyền cho nên là được gọi là vị thuốc tiến vua. Đó. Đấy là 6 vị rồi. Vị thứ 7. Đây cũng là một vị thuốc bí mật gia truyền, được gọi là củ nhéo nha. Củ nhéo. Vị thứ 8 là sâm cao đen các bác này nhá. Sâm cao đen đây này, sâm này được viết trong sách của Đỗ Tất Lợi đấy. Các anh nhá, sâm cao đen. Đấy các bác nhìn rõ không? Đây. Đây, vị thứ 8 là sâm cao đen này các bác nhá. Đây này. Đấy. Rồi, tôi tiếp tục giới thiệu vị thứ 9. Đây vị thứ 9 các bác nhìn thì chắc là nhiều bác nhìn thì sẽ biết là cái gì. Đây chính là tầm gửi nghiến khô nhá. Vị thứ 9. Còn vị thứ 10. Đây chính là sâm nam này, hay còn gọi là đẳng sâm khô các bác nhá. Đó. Rồi. À, vị thứ 11. Đây các bác này. Đó. Đây chính là ngưu tất. Ngưu tất khô, tôi phải khô rồi. Ngưu tất này là Việt Nam trồng nhá. Vị thứ 12 là Đỗ Trọng. Đỗ Trọng các bác nhé. À. Toàn bộ những cái vị này thì chúng tôi cân nặng là trung bình là một lạng 100g một vị cho một vị thuốc. Thì trong đó thì có những cái vị đầu bảng thì sẽ được điều chỉnh một chút ít. Nhưng thông thường thì là 100g cho một vị. Tổng cộng toàn bộ thang thuốc 12 vị này thì nặng cỡ khoảng tầm 1,2 cân. Thì hôm nay chúng tôi xin cũng chuẩn bị đến Tết rồi. Thì xin giới thiệu tất cả các bác là một cái bình thuốc như thế. Thì thông thường thì mọi người hay ngâm riêng một vị ba kích này. Hoặc là ngâm riêng một vị sâm cao này chẳng hạn. Hoặc là ngâm riêng một vị tầm gửi nghiến này chẳng hạn. Thuốc thì các bác nên phối hợp. Ví dụ như là ba kích
thì các bác phải phối hợp với lại một số vị khác, ví dụ như là Đỗ Trọng, Ngưu Tất. Đấy, các cái vị này thì nó mới bồi bổ toàn bộ cái cơ thể con người mình được. Trong một bài thuốc chính của Việt Nam, của ông cha ta, thì bao giờ cũng gồm 3 vị thuốc chính. Một là Ba Kích, hai là Đỗ Trọng, và ba là Ngưu Tất các bác nhé. Đấy. Đỗ Trọng này, Ngưu Tất này, và Ba Kích. Đấy là một trong cái ba cái vị thuốc mà thông thường là trong cái bài thuốc bổ dương chữa đau lưng là đều có. Còn nếu mà ai mà dùng ba vị này mà không khỏe lên được, không bổ dương được, thì người đấy cần phải có những cái bài thuốc đặc trị riêng, hoặc là phải đi khám để có những cái chế độ điều chỉnh riêng. Riêng đây thì đây là bài thuốc gia truyền của gia đình, thì hôm nay xin công bố cho mọi người biết. Tuy nhiên chúng tôi vẫn giữ lại hai vị chính, đó là một vị tiến vua không thể tiết lộ, vị thứ hai là củ nhéo cũng không thể chưa thể tiết lộ được. Còn lại là các cái vị khác thì các bác có thể ngâm thành một bình. Tôi xin nhắc lại là chỉ cần ba vị chính, đó là Ba Kích, Đỗ Trọng và Ngưu Tất. Còn lại các vị khác thì các bác ra thêm, ví dụ như Bạch Thật Lê rồi Sâm Cao. Đấy. Tổng cộng các cái vị này thì các bác có thể mua, các vị này các bác có thể mua trên thị trường, hoặc các bác có thể liên hệ với chúng tôi để đặt hàng trực tiếp qua cái số điện thoại là 0932 340 345. Hôm nay thì chúng tôi xin tiết lộ với các bác một bài thuốc ngâm rượu như vậy, để chuẩn bị có cho các bác có một cái sức khỏe tốt, dồi dào để chuẩn bị đón một năm mới. Xin cảm ơn các bác đã xem video này của chúng tôi. Các bác hãy đăng ký kênh để luôn luôn có những cái video mới nhất thì các bác sẽ nhận được. Hai nữa là cũng mong mỏi là các bác có bài thuốc nào mà có thể chia sẻ được cho mọi người thì các bác hãy comment ở phía dưới video, thì chúng tôi sẽ chia sẻ cho mọi người.